em chạy đâu trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi em ơi, cũng là ngày thứ ba ấy, thứ tư em, của cái con tướng mới Sugar Baby. Rồi thì cái con Sugar Baby đợt này đó em, nó khá là bất ổn luôn em ơi. Bởi vì sao hả? Mình sẽ kể cái lịch trình của em đó cho anh em xem. Đầu tiên, cái ngày đầu tiên anh em thì đam của em nó nói chung là tạm được, đam tạm được thôi. Ngày thứ hai đam rất là kinh khủng anh em. À, bêm cái con boss thất vũ hải hai phát hẹo. À, ngày thứ ba là ngày hôm qua đó, đam ẹ ơi là ẹ luôn em, không có lên đam nổi luôn. Ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi đó, thì không biết là đam như thế nào, để tí vô test thử coi em ơi. Thì nội chung ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cút chung tuần đầu tiên ra mắt cái con tướng mới Sugar và test đam nhẹ nhẹ con Sugar, thử coi là em nó tới giai đoạn nào rồi ha. Và sau đó nữa chúng ta sẽ đi vực thẳm anh em. À, hướng dẫn anh em đi vực thẳm ha. Hải nào khó để mình lo nha anh em, đi vực thẳm nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ ăn cái cốt chung anh em ơi. Cốt này là cái cốt tuần đầu tiên ra mắt cái con tướng mới Sugar. Anh em nào chưa nhập thì nhập chung với mình luôn nha anh em. Nội dung này á là NAZFQDY TW1LXR. Ai lắm, bù lại cái số thùng chứ nè em, lấy con này cảm thấy tiếc tiếc sao á. Ngày thứ hai thì không tiếc, ngày hôm qua thấy tiếc anh em. Rồi có tuần được này, uầy có thùng bia anh em, dép lù phi nè, túi thiền trưởng quá đã, lụm luôn nha, lụm luôn nha. Ủa gì đây, à tiêu diệt boss ngọc, ôi hên thế nha, đổi avatar thôi để vậy đi. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem một lại cái số đam của con Sugar coi nó làm sao anh em nha. Con Sugar của mình thì vẫn giữ như cũ, giống như ngày hôm qua nha anh em, để thử coi là em nó có được fit hay là chưa, hay là vẫn giữ như cũ nha. Rồi nộ đi, nộ mà không vào HP là rồi thôi xong. Thôi xong, phải xong rồi, nó như cũ luôn rồi. Nghe bảo là ít 10 đam đồ các thứ mà không thấy đâu hết nha anh em. Ngày đầu tiên là dạng như là chuyển chuyển công thành xuyên thủ gì đó. Ngày thứ hai là chuyển công chuyển thành công là đúng rồi nè. À, ngày thứ ba là không biết là fit làm sao mà đam nó ẹ quá ẹ anh em coi kìa. Thấy chưa? Trời ơi, nhưng mà được cái thì em nó có cái kiểm soát thôi. Nhưng mà cái kiểm soát đợt này nó khá là chua nha anh em. Cái úp nón á đó, thì kiểm soát đợt này khá là chua. Nên là chua ở đây á là cái tỷ lệ xuất hiện á anh em. Cái đâu phải lúc nào nó cũng dính đâu anh em. Đó, mà cái kiểm soát này đâu phải lúc nào nó cũng là khắc chế được con tướng. Ví dụ như dính Siki rồi các thứ đâu ảnh hưởng gì mấy. Đó, dính mấy con đam rồi các thứ đâu ảnh hưởng gì mấy đâu anh em. Nó chỉ ảnh hưởng bởi con Hiyori Bato kéo lên hàng đầu là xong. Đó, là xong luôn nha anh em, là khỏi cần dính nón luôn. À, nhưng mà cái vụ này thì để mình coi lại nha. Cái kiểm soát này thì nó sẽ khắc chế một số con, một số cái hiệu ứng của mấy cái con tướng á, bởi vì nhìn không có ra nè. Có cái dây chuyền nữa anh em ha. Dây chuyền là cái khóa đó phong ấn đó, thì cái đó nó sẽ giảm đam của tướng địch anh em. Cũng nói chung là cũng được. Đây anh em, đam ẹ thôi rồi, cho cơ hội nộ một phát nữa đó. Bụp. À, ok, bấm qua luôn nha anh em. Một tỷ đam à, bêm một con boss 1 tỷ đam. Trời ơi, chưa tới nữa, 900 ngàn à. Quá yếu nha anh em. Đam này rồi, đam khá là yếu đấy. Trong khi đó á, là em nó nói chung là E1 thì E cũng hơi thấp, nhưng mà về cái lượng công của em nó nè, về cái lượng công của em nó thì mình cũng đã up lên được 1.3 triệu rồi, gần 1.3 triệu rồi anh em. Đó, 200% công anh em mới nhân lên coi anh em. Rồi chưa kể là chúng ta có cơ hội X10 xét thương được các thứ lên nữa, X5 X10. Cái này không xuất hiện luôn á anh em. Mình thấy đam nó rất là đều. Đó, nên là con này thôi để vài hôm nữa quay lại coi sao, chứ tình hình này không khả quan là mấy. Rồi, vô đi vực thẳm nha mấy ông ha. Để coi tuần này thì có dép Luffy. À, hụi 8.000 mấy dép luôn, đổi ít dép đi anh em ạ. Đổi thì đổi cái bánh lái này, mình đang tích bánh lái nha, để mà mình chơi vần đợt này. Rồi, còn một số cái nữa thì chắc là mình sẽ đổi rương may mắn đi. 3 rương, 4 rương, ok, đổi 4 rương luôn nha. Thức tỉnh con Sugar thì mới lấy xong rồi nè ha. À, kim tự tháp anh em. À, tướng hiếm đợt này á, thì anh em có thể lấy thêm Siki, lấy thêm Big Mom tân niên, cũng như là con Kaido. Còn tướng thường đợt này anh em có thể lấy thêm con Bato, lấy thêm Aizikuzan, Akanu rồi cái thứ, và bộ sưu tập cũng được anh em nha. Đợt này thì chắc là mình mở tướng thường đi, lấy thêm Akanu cũng được. Thử nha nè. Akanu tại mình chưa có E5 anh em, nên là mình lấy thêm copy cho em nó. Nói chung là lấy về chơi thôi, chứ
để up lên đủ bộ sưu tập thôi, chứ cũng không có chơi nha anh em, không có chơi con Akanu nha. Rồi ai không thấy luôn kìa. Rồi anh em nào mà đang thiếu con Bato, trời ơi Hiyori, con Shira, ông nào mà thiếu Bato, thiếu mấy con tướng hệ thường được cái thứ Hiyori được nữa nè, thì anh em vào trong này anh em lấy copy. Nói chung là nó cũng khá là ok la. Hay da, ủa sao không thấy con nào, con Akanu nào vậy ta, căng ngại. Kèo, à đây, một bé, đổi một bé nha. Bato cũng thấy nữa nè, Bato còn thấy nữa huống gì. Ôi ôi, hết nón rồi mấy ông ơi. Aojikuzan, hồi chán quá, nhìn chán thiệt sự nè em. Đó ok, đi vực thẳm nha anh em. Thì cái vực thẳm đợt này nghe anh em bảo á, là nó khá là dễ, bởi vì nó không có yêu cầu con chopper Giáng sinh mà có 10H E5 anh em nha. Có 10H E5 ở đằng sau này nè. Trời ơi. Rồi, mấy cái ải nào dễ quá thì mình sẽ lia cho nó nhanh hơn. Mình sẽ chừa lại các cái thuyền viên đây nó bắt làm nổ anh em. Thì tí hồi mình sẽ hướng dẫn cho em làm nổ luôn, giống y chang như là những cái đợt vực thẳm trước đó nha. Rồi, ba sinh khí, ba nhanh nhẹn đúng không? Đây, ba sinh khí, ba nhanh nhẹn, sinh khí đây, 1, 2, cho con cho con mới vô luôn, đem sugar cho luôn nha. Ba nhanh nhẹn, 1, 2, 3, ok. Này đơn giản anh em, bấm bụp bụp là qua rồi đúng không? Bấm bỏ qua cho nhanh nha. Rồi, còn cái nổ thì anh em cứ để đó, để anh em gom lại một cái đội hình làm nổ riêng. Đó, anh em cứ để đó, anh em qua, anh em lia cái ải sau. Đây, nó bắt làm nổ nữa nè. Rồi có Oden, Kinmon rồi các thứ ha. Rồi bây giờ mình sẽ li một vòng luôn nha anh em. Ải nào khó thì mình sẽ ngừng lại mình review tiếp cho anh em xem nha. Rồi có mấy ải khó rồi anh em ơi, bắt đầu đánh nghiêm túc nha. Rồi ở bên này thì bên này có Mi Hắc anh em. Shiki, Mi Hắc, Aien Sabo. Trời ơi. Vậy mà cũng win được anh em. Đây cho anh em xem coi tại sao lại win được nha. Ở bên kia trụ Mi Hắc nó sạc vậy anh em ơi. Đó mid. Mi Hắc này tóc cao anh em ơi, nhưng mà nếu mà con Bato của anh em xịn á thì có thể khắc chế được nha anh em, với lại con Shiki nữa. Đó, anh em có thể bỏ thêm Shiki đồ các thứ vô, bởi vì bên kia không có Bato nên là anh em có thể quẩy được. À, cái kèo này anh em bỏ thêm con Kaido vào để mà set down cái con VV nha anh em, bởi vì bên kia có giáp ảo á nên anh em có thể set down được. Rồi Shiki kìa, ủi kìa anh em, quá đã. Nói chung là con nào anh em phải có con Bato hoặc là Lawano, anh em không có Bato thì chơi Lawano vào, nói chung là để lấy cái bất tử cho team á. Anh em lia ải này cho nó dễ ha. Kèo này anh em nào mà có thêm cả con Mi Hắc anh em bỏ vào để mà search down con Shiki với lại con Aien Sabo ở bên kia cho nó là nhanh nhanh một tí cũng được. Còn không thì anh em cứ nhay là qua thôi. Đó, quan trọng nhất là vẫn là có Bato nha anh em, có Bato là ok la nhất. Kèo này nãy mình qua rồi anh em, bây giờ mình sẽ bêm lại cho anh em xem. Còn cái team để mà chúng ta làm nộ á, tí hồi nữa mình sẽ build cho anh em một cái team để làm nộ nha anh em. Đó, cái đó khá là quan trọng nha anh em, chú ý nha. Rồi, Mi Hắc nó sạc kìa. May quá, có Bato bất tử anh em ơi, không là mệt mỏi nha. Này là phải có Bato hoặc là Lawano nha anh em, hoặc là cả hai con luôn đều được. Đó, để anh em là chống chọi lại những cái đợt dồn đam của Shiki với lại con Mi Hắc. Nhưng mà Bato anh em á, là phải E5 nha anh em. Phải có là tiên thực mát, cái Gurma mát nha, để mà chúng ta lấy hai lượt của cái bất hoại nha anh em. Chứ mà anh em bất hoại của anh em lỏ quá, nó mới nổ xong cái nó mất tiêu luôn, là giống như như là những cái ngày đầu tiên mà đang con Bato là mệt mỏi lắm. Ây da, ây da, thôi xong con Bato tôi rồi. Nhưng mà kèo này chắc win rồi nè. Ý thua kìa. Không, nhưng mà mình dùng cái đội hình đó mà qua được anh em nha. Đó nên em có thể áp dụng nha. Rồi, ải 19 có Bato. Wow! Có Bato, có con học Aien Sabo. Ok, kèo này lo được nha anh em. Cần có Carrot, Karina và Carrot đúng không? Ok, kèo này anh em phải có những cái con tướng bài tủ như thế này. Để mình coi, hồi nãy là Karina và con Carrot. Trời, mấy con này rối rem quá ta. Kèo này hơi khó nha anh em. Bởi vì nó cần hai cái con rồi là chúng ta bị mất hết hai slot rồi. Rồi ok anh em ơi, dùng cái team có Bato, có Jinbei, có Shiki và có luôn cả con không. Kèo này bỏ Bitmom vô hợp lý nè. Bởi vì bên kia có Bato. Kèo này bỏ Bitmom vô hợp lý. Rồi chơi. Bitmom là phải có Gurma 1 nha anh em, để có lấy cái xuyên bất tử nha. Tại vì bên kia có Bato ấy.
À, ôi, xịn chưa? Trời ơi, thấy chưa anh em? Có Big Mom lo cái vụ này được nha anh em. Mình bị phế hết hai slot rồi. Mình bị phế hai slot rồi nên là chúng ta phải build cái team đàng hoàng dạng như là 4 vs 6 vậy đó. Đúng rồi. Cho Karina với lại con con Karos hẹo luôn cũng được anh em, nhưng mà tụi nó đang hưởng cái bức hoại rồi nên là chắc không hẹo được đâu. Rồi bên kia có con Mecha Ranky có khiêu khích nha anh em, có khiêu khích nha. Đúng rồi, Big Mom ơi, quẩy đục nước đi chị ơi. Này thì hoài bem trúng. Ui, Ayan Sabo bên kia. Ayan Sabo bên kia là HP cao nhất đội kìa anh em, ghê vậy. Thôi xong rồi. Ui da, yeah. Gãy hai con cùi bắp không sao, kệ tụi nó anh em, để tích mấy cái tầng homie cho Big Mom cũng được. Ui da, yeah. Trời ơi. Hết rồi, hết lượt hồi sinh rồi. Thôi xong rồi, Mecha Ranky nó nổ được rồi. Trong khi đó con Bato mình bị dính cái khiêu khích anh em. Sukana chưa. Ôi, ải này khó nha anh em. Ải này là một ải khó đấy, không phải đơn giản đâu. Ai nói dễ đâu, ông nào bảo dễ đâu. Ừ, Kairo gãy rồi. Thôi xong tụi mày rồi, thôi xong tụi mày rồi. Big Mom nổ thêm phát nữa nè. Biết ngay mà, biết ngay. Ai sẽ là người ra đi? Hoài, được anh em. À, Hiyori đang gánh đam cho Big Mom nha. Trời ơi, tụi mày có bất hoại đúng không? Big Mom lụm khỏe nha anh em. Big Mom lụm cái quả bất hoại này khỏe. Mà chắc đè con Ayan Sabo quá. Đúng rồi, bất hoại với chúng tôi. Còn gánh đam được không? Đúng rồi, còn được nha anh em. Còn được, Big Mom 2 tầng homie. Một tầng anh em ơi, một tầng homie. Ôi, ôi, thôi xong. Tôi xong rồi, gãy rồi anh em ơi. Đó, nói chung cơ bản này như vậy. Ok, để mình spam nha anh em. Có con Karina lại con Karos nó gọi là tạ quá. Bị mất hết 2 slot là như vậy đó anh em. Cái này win nè. Anh em muốn coi trận này không anh em? Coi cho nó vui ha, coi cho nó vui. Đó, trận nãy xui thôi. Trận nãy xui thôi anh em. Trận này là Okila nè. Coi lại nha, coi lại nha. À, rồi còn bây giờ ủa 4 vs 6 thì nói chung là xong rồi anh em, mình tưởng qua không nổi. Trời ơi, kèo này con Bato của mình nó bị dính cái quả khiêu khích khó chịu anh em ơi, quá khó chịu. Mà không sao, lo được anh em ha, kèo này lo được. Ở bên kia có Bato anh em, nữa là cái vụ mà gây sát thương cho tụi nó hơi khó nha anh em. Ông nào có điều kiện có thể chơi Big Mom, còn không thì mình nghĩ anh em thử gắn con Siki vô thử coi. Nhưng mà anh em phải có Bato nha, chứ không là Ayan Sabo nè. Rồi con nói chung là đám tướng bên kia nó dồn đam anh em. Mình thấy là đây là có Bato, có Siki, có Ayan Sabo E5, Mih E5, Kaido E5. À, nó vô nó vả, chúng ta chịu không nổi đâu. Anh em thấy chưa, team mình hơn là có cái bất hoại đó. Không là nãy giờ là đây, 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 đây. Chưa tính gãi 19 này, có con Mecha Ranky 18-19 đó anh em. Nó xoáy cho ơi. Tính ra con Mecha Ranky nó cũng xuyên được bất tử bất hoại nha anh em. Không phải đơn giản đâu nha. May mà con Jinbe của mình nó hút được cái nộ đó anh em, chứ không là mệt mỏi rồi. Thôi là Jinbe có hút được cái nộ của con Mecha Ranky, chứ không nó xoáy vô một cái là team mệt. Ok, có bất hoại nữa. Ui, ủi một phát đi hết nữa kìa anh em. Chưa kể bên kia có con Sira rồi nó hồi sinh nữa anh em, khó chịu ha. Con Big Mom của mình đang bị dính khiêu khích. Á, à, xóa khiêu khích rồi, ngon. Ổn rồi đó anh em, ổn rồi đó. Đây, một sạc. Ai sẽ là người ra đi? Một đứa nè, Sira với chúng tôi, quỷ Ayan Sabo này. Cái này mà có con Mih nó sạc anh em ha. Trong, nhưng mà nếu Mih này mình nghĩ không đủ slot đâu, bởi vì chúng ta có 4 slot à. Búp. Rồi, có bức hoại liền anh em. Khắc chế Ayan Sabo đó. Khắc chế Ayan Sabo đó anh em. Rồi, ở bên kia con Bato hẹo rồi ha. Nên là bây giờ chúng ta chỉ việc dồn đam thôi. Chiến này Ayan Sabo đi bụi nè. Ui, gãy hai con. 2, 3. Trời ơi, Big Mom quẩy đục nước anh em ơi. Big Mom quẩy đục nước. Kè này mình nghĩ nếu mà anh em muốn ok hơn nữa thì mình nghĩ là nên thay con Jinbe bằng con Aguzikuza. Thiệt, nó CC để mà chúng ta là quẩy cho nó ok hơn anh em.
Jinbe nói chung cũng được, nhưng mà mình thấy LG nó ok hơn ấy. Bởi vì dù sao chúng ta cũng đã có bất hoại rồi, nên là không có cần phải hút nộ. À, anh em hiểu ý mình không? Chỉ cần CC team địch lại thôi, để chúng ta quẩy thôi. Quỷ Iron Sabo này nó có giới hạn HP theo đợt dam anh em nha, nên là khó dùng dam nó lắm. Ui da, trời. Nó full ống máu, nó full cây lại được kìa, nhưng mà Big Mom lao được vụ này. Lo được hoài, gãy liền. Ghê chưa? Trong mấy tên đầu thôi, chứ mà hình như là, theo mình nhớ là 4-5 tên đầu á. Rồi, ok, đó là ly cái ải thứ 19 nha, rồi ải 20. Ở bên kia có ba tô. Hai con ba tô. Một con Siki, một con Icebo. Rồi, ok, ổn rồi nha anh em. Đã xác định được mục tiêu, vẫn sẽ giữ nguyên cái team này. Rồi, gắn thêm, mình nghĩ là đợt này gắn thêm con Bolilith. Ê, ê, thử tướng mới luôn em nha. Thử luôn con Sugar nha. Nó úp nón ai được thì úp nha anh em. Rồi, để coi coi. Úp nón được Iron Sabo và úp nón được con Siki anh em ơi. Úp nón Iron Sabo với lại Siki. Nhưng mà hai con này thì úp nón thì tụi nó cũng như không. Chủ yếu là úp nón con Bato kìa. Chủ yếu là úp nón con Bato kìa anh em. Mới ngon được. Kèo này 6 vs 6 ổn nè. Mình nghĩ được á anh em. Mình nghĩ win được á. Có ba tô, có con Big Mom là có thể xuyên được bất tử ha, nên là lụm được. Mình nói rồi, ba con ba tô bây giờ meta. Phải kéo Big Mom vô để mà lụm tụi nó. Bắt đầu thấy thấm thấm rồi đó. Giảm đam tụi nó lại, đúng rồi chị ơi. Ủa hồi nãy mình có hoa vũ được đứa nào không anh em nhờ? Đó, bắt đầu tụi nó thấy thốn thốn rồi kìa đẹp. Bắt đầu tụi nó thấy thốn thốn rồi đó. Ui da, đọc si nhê, có bất tử mà, có bất hoại mà, sao si nhê được. Kèo này để Big Mom lo nè, bên kia tụi nó đang gọi là rụng rời đi kìa. Dù sao bên kia đâu có Hiyori đâu nè, em nhớ nha, bên kia không có Hiyori, nhưng mà có hai con Bato khó chịu quá. Nè, đừng chê tôi nha, tôi gây hiệu ứng là thôi đó, còn đam tôi hơi bị ẹ thôi. Trời ơi, một mũi. Ê, win rồi đó anh em. Thấy ổn không anh em, ổn không? Úp nón mà úp trúng con ba tô bên kia mới ngon. Trời ơi, mấy quỷ này nó hồi HP kìa. Không sao anh em. Nói chung là anh em phải có ba tô hoặc là lau quanh đồ mát tóc nha anh em. Mát tóc nổ đầu càng tốt. Chứ không là lia cái đám này mệt mỏi. Đang sợ không đủ đam nè. Đợi tên thứ 6 anh em. Đáng cố gắng lết tới tên thứ 6. Tụi nó hết cái bức tử á. Hết cái giảm đam theo lượt á thì chúng ta lo được tụi này nha. Team mình gãy hết một đứa rồi. Gãy hết con bo rồi anh em ơi. Ba tô bây giờ cho thêm một quả bất hoại nữa là ổn áp. Ổn áp luôn á. Hai con bị úp nón anh em thấy không? Đâu có hiện tượng gì xảy ra đâu. Bây giờ cho tụi nó gắn dây chuyền tụi nó để mà giảm đam tụi nó lại thì ok. Thôi xong rồi, con ba tô tôi gãy rồi. Ráng cố gắng lết tới tên thứ 6 đi. Ui yeah, may mà con ơi, tính ra con Sugar nó đi với lại con Big Mom hợp lý anh em nhờ. Có bức tử kìa. Hiyori gãy, không sao. Này thì nè, kèo này mình thấy là bỏ con Bo ra gắn con Aozikuzan vô là đẹp. Là đẹp. À, cấm lặng được Siki. À quên, Siki nó có nổ ấy, thôi xong rồi. Thôi xong tôi rồi. Big Mom ơi, à, thôi xong rồi, không ổn rồi anh em ơi, gãy rồi. Cái chun này em thử ngay cái tên đầu là chịu đâu có nổi. Ai đổi lại con bo nha anh em. Nãy là mình test cho nó vui thôi. Ê, tính ra là con không khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi nè. Gắn LG vô giùm mình nha. Rồi còn một con nữa đó là con Siki nữa cũng được nha. Bato MH. Cho MH vô anh em. Cho MH vô. Để quạt tụi nó cho nó nhanh. Thế rồi MH mình gỡ bảo vật rồi, không có MH xịn chơi ta. Ok, để mình bấm bỏ qua nha, nếu mà thua nữa thì để tính sau nha. Win bà đó rồi, còn đâu anh em. Win bà đó rồi, ok. Coi tại sao win nha anh em, không thấy không? Đổi một vài vị trí là win à. Không có thông minh và minh mẫn, thôi xong rồi. Từ nha anh em, cái vụ này mình quên. Thông minh và minh mẫn đúng không? Đây, minh mẫn đây. Không có thông minh. Yeah, kèo này căng à.
keo này cá. Không có con nào, không có con nào là gọi là gì ta, xuyên bất tử anh em. Ơi quên luôn. Rồi coi trận mình mới xe hồi nãy nha anh em. Cái trận mà có Big Mom bỏ nha, bởi vì Big Mom nó không có đạt cái điều kiện để mà chúng ta lên sao. Không có đạt điều kiện chúng ta lên sao anh em ơi, nên là chúng ta coi. Đây, bỏ bo liên liệt vô để mà phế hai mục tiêu hàng đầu. Kèo này mình nghĩ là có con chìa khóa để mà win là con Yusop với lại con Aizikuzan. Đóng băng cái gì? Kỹ băng hà tụi nó anh em. Kỹ băng hà tụi nó lại. Để Yusop là thả sức quẩy nha anh em. Bên kia có ba tô. Nhưng mà đấy, bằng AOE đóng bằng liên tục như thế này thì lấy gì tụi nó gọi là quẩy được mình anh em, đúng không? Rồi Bo Lilip thì đảm nhiệm cái vai trò đó là kéo HP tụi nó là dựa theo lượng anh em ha. Cứ mỗi lần tụi nó hành động là tụi nó bị mất mất HP. Giảm đam là bị dính cái hiệu ứng của con Bo đó anh em, cũng ok. Đây, thêm một quả nữa nè. Quan trọng nhất là chúng ta phải là, nói chung là anh em có Aizuzan bỏ vô nha anh em. Để mà hãm, đó đúng rồi, để mà hãm mấy con Bato lại. Đừng có để cho mấy con Bato nó búp liên tục. Đó, cứ vậy mà chơi thôi. Trời, miss hết rồi kìa. Rồi xong, không kỹ băng hà được hai đứa quỷ này, không sao anh em. Dù, con Yusop mình lo được. Yusop lo được nha. Rồi cái ứng của con body điện lợi hại quá. Được anh em, được. Rồi kèo này hộ cái. Ui da đau vậy. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, con quỷ Siki bị khùng rồi. Kỹ băng hà nó lại anh ơi. Kỹ băng hà nó lại. Kèo này kéo tới tên thứ 6 là win anh em nha. Thôi xong rồi, không kỹ băng hà được luôn rồi. Vậy mà win được kìa anh em. Hên ha. Kèo này không biết sao win được luôn anh em. Còn có hai đứa à. Con Siki bên kia vẫn đang bị dính cái hiệu ứng của con Bo nha anh em. Đó. Ê, Hiyori gánh tim à. Hiyori gánh tim anh em ơi. Uầy. Nè, một quạt bay màu nè. Đó, uầy. Dù sao Hiyori này nó cũng BK dựa theo cái công của đối phương đó anh em. Đó, sợ chưa? Sợ chưa? Đó, nói chung là anh em dùng cái team này spam là qua nha anh em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại cái team làm nộ nha anh em. Team nộ nha. Rồi, ok anh em, đợi mình tí nha, mình sẽ build cái team nộ cho anh em xem luôn nha. Rồi, cái team làm nộ của mình thì sẽ gồm có là của có con Hiyori nè, có con Shira nè, có Yamato nè, có thêm con Jinbe rồi các thứ anh em nha. Đó, team này nói chung là đam nó cũng thấp mà nộ của nó nhiều lắm anh em. Trời ơi, bem không lại nè. Đó, nếu mà anh em dạng như gặp cái tình trạng bem không lại thế này á, anh em thay bớt ra. Anh em thay bớt ra, anh em tăng đam vô nè. Tăng đam vô, biết ba tô lại không ta. Rồi, anh em gắn cho mình cái thuyền snap snap here nha anh em. Snapper here, để chúng ta lấy nộ nha anh em. Cái thuyền này nó cũng tăng nộ ghê lắm. Đây, cho anh em xem. Đó, cơ bản như vậy, đợt này nó bắt làm nộ nhiều lắm anh em ơi. Để tí đếm ải nộ cho anh em xem. Rồi, đây. Đồng thời phục hồi cho 5 đồng minh 100 nộ anh em. Dùng cái thuyền này giùm mình nha. Rồi nếu mà anh em cảm thấy không được nữa thì anh em đổi cho mình cái phần Haki nè em. Cái đặc thù ở lộn cái này nè. Cái phần Haki nè, 30% hồi lại 100 nộ giùm mình. Đó, thêm cái này nữa anh em là ngon nhất. Là ngon nhất nha anh em. Được anh em gắn thêm Aiden Sabo vô nữa anh em nha. Con đó nó cũng là spam nộ ghê lắm. Rồi để đếm coi bao nhiêu ải nộ nha anh em. 1, 2, 3 4 nè, 5, 6, 6 ải nộ nè, 6 ải bắt làm nộ. Trời ơi, kinh chưa? Rồi, ok. Để mình thay một con vô đi anh em ơi. Cắt cho con Bato vào quá. Bato này đam hơi to thôi. Nhưng mà chơi được anh em, win. Xong, xong nộ rồi nè anh em. 3 thành viên, 3 nộ. Ok, tiếp tục, ải là 2 thành viên đạt 3 nộ. Ải nào mà anh em làm nộ cảm thấy lâu quá thì anh em có thể giảm bớt sức mạnh của team anh em lại nha. Bởi vì khi mà anh em dùng đam sớm quá, team địch nó hẹo hết rồi á, thì lấy ai mà nộ nhiều anh em. Đây, xong rồi nè anh em thấy không. Rồi, tiếp tục, ải 1-4, 3 thành viên 4 nộ. Ok, vẫn xài cái team cũ nha. 3 thành viên 4 nộ, win. Xong luôn. Xong rồi nè, thấy không, nhanh ghê chưa anh em. Một hit, một hit. Rồi,
một thành viên bốn nọ. Ồ cái này dễ nữa, cái này dễ nữa, nhưng mà hên xui lắm nha. Xong luôn. Ủa đâu rồi ta? Đây, một thành viên bốn nộ xong luôn. Rồi, nãy 15, 16 luôn nha. Bốn thành viên bốn nộ. Ôi, cái này khó nha, cái này khó đấy. Nhưng mà mình làm được con em, mình làm được. Ôi chà, thua ta. Bốn thành viên bốn nộ. Thua, nếu mà như vậy thì anh em spam nhiều nhiều một tí nha anh em. Để coi ba tô mình chơi game được không. Được mà anh em, ba tô chơi game được mà. Thôi làm cái ải 16 trước đi. Ủa, vẫn là bốn thành viên bốn nộ luôn ta. Khó nha anh em, ải nộ hai cái ải cuối thì khó đấy. Không win nổi luôn. Oh my god. Cơ bản là team của chúng ta nó yếu quá. Team địch thì nó hơi mạnh. Đúng rồi. Đúng rồi, bất bất hại cho team liền anh em. Một á là team mình nó yếu, hai á là team địch nó yếu. Nên là chúng ta dồn đam được sớm. Kèo này mình nghĩ đủ nè, kèo này mình nghĩ đủ nè. Bởi vì bên kia có VV á nên là nó cũng trâu lắm. Team bên kia nó cũng trâu lắm. Coi thử nha anh em. Anh em sẽ quan sát những cái trận đấu nha, để thử coi là lỗi tại ai. Bên kia có Mecha Ranky luôn. Ui, quên anh em, bên kia có Mecha Ranky hơi bị khó chịu nha. Nó xuyên được cái bất hoại bất tử đó nè. Chúng con Jinbe hẹo nè. Ui may quá. Chưa hẹo được anh em ơi, chưa hẹo được. Cái này mình nghĩ được anh em. Trụ không qua nổi luôn ta. Nếu mà như vậy mình chúng ta tăng đam lên nha anh em. Tăng đam lên để coi coi bên kia có bỏ bớt một con Sira đi, thêm một con Lawano vào nữa, để lấy một cái lớp bất tử cho team. Tăng thêm đam, ai cha không được luôn hả. Spam lại nha anh em. Hãy làm khó quá spam lại. Tính ra bỏ thằng lâu vô nó phế hơn hả ta. Bỏ thằng lâu nó phế hơn hả trời. Không được rồi anh em ơi, yếu đam hơn rồi. Yếu đam hơn rồi. Chúng ta thua là do team yếu anh em nha. Rồi vậy mình bỏ thêm Akiji Kuzan vô. Con này ngon. Trời, 4 tỷ đam mà thua kìa. 4 tỷ đam mà thua kìa anh em lại nha. Con này mình nghĩ ok la luôn á nè. Đấy, vậy bây giờ lại win anh em. Là do team mình là có thể win được nè. Ê xong rồi. Win là ăn luôn nè anh em. 4 trên 4 nè. Ok nha. Rồi, vẫn giữ cái team đó luôn nha anh em. Rồi, 4 trên 4 tiếp nha. 4 thành viên đạt được 4 độ tiếp nha anh em. Thua nè. Rồi, spam tiếp nha anh em. Spam tiếp nha. Cứ có team xịn là anh em cứ spam thôi. Win nè. Nhưng mà chắc là xong rồi đó. Xong luôn ạ. À. 4 thành viên 4 nộ. À rồi full hết rồi nè anh em. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ chọn quà nha anh em. Chọn quà nha. Này lấy bụi đi. Này lấy thùng chắc chắn rồi. Này lấy gỗ đi. Này lấy cái này luôn đi. À, rồi ok. Chị rương trang bị nè. Rương rương nào ta, rương này đi. L2, L1. L1, L2. Đó ok xong rồi anh em. Rồi, những bạn nào mà muốn nhận quà á, tuy có full sao rồi hoặc là có sao rồi anh em. Anh em đánh tới ải nào là chúng ta sẽ nhận được sao của cái ải đó, của cái phần quà đó. Đợi sau 10 ngày. Đợi sau 10 ngày thì nó sẽ trả quà, không phải trả quà về mà anh em phải nhận nha anh em. Bấm nhận quà. Đó, nó cho anh em 2-3 ngày để nhận quà đấy. Rồi các anh em nha, thì đó là cái video hướng dẫn đi leo vực thẳm ngày hôm nay. Thì anh em thấy hay thú vị thì hãy cho mình một like, share dõi kênh nha anh em, để mình có động lực nha. Rồi ok, chúc anh em thành công. Cảm ơn rất nhiều nha.